mình ổng đào đất lên chuẩn bị làm cho sạch để mốt trồng cây. Giờ trồng trước mấy cái bụi hành nè. Ủa anh tính trồng hết cái dạng này là hành luôn hả vợ? Sao không trồng tóm lại thành một gốc mà đòi trồng giữa chừng vậy? Cái hành nó nằm đó hồi năm ngoái năm nay cho nó nằm luôn nhổ lên chứ cũng chết thôi. Cái cây bông của dây lon, cái bông màu đỏ đỏ này đẹp ghê. Nè, khu ngoài vườn. Đứng đây thôi con, đứng lại con. Chó, 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 chó. Chó đâu? Em xem cái bông đẹp luôn. Cái bông mà nó mọc trong cái thân một ra. Chứ nó không phải mọc trên cái đọt. Đấy nè, đẹp chưa? Nhìn nó giống giống như hoa đào. Thì nữa anh tính trồng gì? Chưa biết mà. Rồi bầu, bầu tính trồng đâu? Hình như chị Loan nói dòng bầu bên đây nè. Các bạn, mình sẽ cho các bạn xem chiếc tàu. Chiếc tàu này là chiếc tàu đi sông nè. Mà chiếc tàu này bây giờ không có đi nữa. Để có cái đây. Bỏ cái cây xuống con, chụp bỏ. Anh đi, anh đi. Dốc quá đi không nổi. Cưa nè, các bạn coi chiếc tàu. Ờ, cho, chó, ừ, đúng rồi, cho, chó. Chó. Ừ, ừ. Chó, chó. Chó, hả? Chim đâu? Chim. Chim, chim. Chim ơi, chim, chim, chim. Chim, chim, chim. Chim ơi, chim, chim. Trên đây thì nó bằng phẳng. À, đó, chiếc tàu nè. Bạn thấy không? Leo lên đường này nè. Leo lên. Mà giờ chiếc tàu nó bị mất cái chìa khóa rồi. Không có cái chìa khóa. Mới có chìa khóa đầu lấy bỏ dưới sông. Đi vô câu cá đồ. Mà bỏ lâu quá giờ nó hư dơ hết rồi. Dơ hết trơn. À, chiếc tàu. Cái này là ai mà thích đi câu cá đi chơi nữa đó, họ hay sắm lắm. Họ hay sắm để đi chơi nè. Ai mà thích đi câu cá họ sắm mà để họ đi chơi. Mà cái anh này anh sắm xong rồi đi, chị Loan nói đi được mấy lần rồi cũng không đi nữa, bỏ luôn. Các bạn xem khung cảnh nè. Đó, cái nhà bên đối diện nhà mình đâu đít chứ. Bạn nghe chim hót không? Bên đây chim rất là nhiều luôn. Và họ không có dám bắn. Tại vì nếu như mà bị bắn vậy rồi ở nhà cái bên mà nó biết được, nó báo cảnh sát là mình mệt lắm. Cho nên bên đây chim chóc đồ nó được bảo vệ. Đây là nhà kho của nhà cái bên nè. Đó, có hai con chó nè. Ờ, chó, chó, chó. Đó. Bên đó nhà kho. Nhà này cũng làm về xây dựng. Có cây cối rồi người kho. Đó có cái nhà ăn á. Cái nhà nó nhà ăn á. Nhà nó nhà ăn á. Nhà này cũng khá. Ú ú. Chó đâu kêu nó rồi. Kêu đó. Chó 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 chó. Chim chim hả? Chim 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 sao? Kêu chim ơi. Chim chim chim. Chim ơi. Bà chế anh gì nè chim ơi. Thì bỏ anh gì luôn.